đó, bắt đi cái chuyện dẻo luôn. Đấy. Mọi người biết đấy, tại sao mà dẻo đó là khi mà nó tổn thương hết cái đó rồi, nó còn thêm cái nữa là dù bác không có to béo lắm nhưng mà nó cũng sức nặng cũng đè rồi, nó hư hỏng hết rồi, thấy không? Đó, đi cứ phải là nhấp như dưới, thấy không? Khổ ghê chưa? Đó, rồi cứ yên đó, rồi cái này quay lưng ra sao đây, coi thử coi sao đó, vậy đó, rồi, rồi, ô một, hai, được rồi, bị cái cuộc sống nó dính hết mà, rồi, tới này đi, đó, rồi một, hai, ba, rồi, ok. Nằm xuống, tuyển mộ ca sĩ to con lên đây, đó, đó. Đưa vô. Đây cũng sống linh này. Rồi. Nè. Hồi đó giờ coi ở trên người ta không ha. Giờ chưa bây giờ thấy cái cảnh này phải không? Rồi giữ cái này nha. Rồi. Bác thả lỏng người ra nha. Giống như nhắm thư giãn rồi là đó. Vậy cũng là hơi cứng đó nha. Đúng rồi. Đó. Đó. Đây là cứng nhất luôn. Không, cũng còn hẹn rác cũng không được. Chưa đến đó. Bẻ mà chưa còn bị gãy rồi được. Mềm ra. Kinh tiếp. Cốt và mắt chín cứng hết, ráng nha. Đấy. Nên đó, đây là một cái trường hợp là rút kinh nghiệm. Bệnh đó là chữa không tới nơi tới chốn. Mà không phải là không do mình không chữa tới nơi chốn mà là thầy thuốc chữa không tới lên tới chỗ. Cho nên bây giờ để cái khớp của ông này nó dính như vậy, nghe không? Rồi bắt nằm sắp này, quay mặt vô đây. Bóp xuống. Rồi, tựa tay. Là tại vì tôi thấy bác này á, bác này là không có giống những trường hợp khác, rất là quyết tâm. Cho nên đó, là tôi có cái đề xuất bác nên nghe lời tôi là đi dự cái lớp Pakistan kia này. Tôi biết tại sao ông này khỏi cần chữa ai, tôi sẽ cho ông làm cô bạn cho mấy người kia quýnh tan nát cuộc sống lên chung ra. Bởi vì là ổng sẽ là người là coi như là mấy người kia, người mấy như mấy em này học còn là đi làm, chứ còn ông này khỏi cần. Tôi sẽ cho ổng lên thượng đài luôn để cho mọi người quân ổng trong vòng 2 ngày cho tan nát cuộc đời. Dòng cái này qua, dòng cái này lên. Ồ, cá ha? Mới nãy là 2 tay. Ồ vậy hả? Rồi. Còn này mới đây là 3 cái. Rồi, ok. Up. Chạy được. Đấy. Nãy đi không phải đây. Hồi nãy cái chân trong ngoài kia thì nói đó. Đây. Rồi, cố gắng nha. Rồi, theo học thầy lớp 2 ngày nữa. Là phải quyết dứt khoát vậy. Rồi, ok, rồi quyết vậy. Rồi mọi người sẽ thấy hoàn toàn thay đổi hết. Dạ luôn á. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại
Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.